Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Thợ Mộc Cùng Quê. Video lần này mình lại quay lại cho mọi người để chia sẻ các cái mùi chảy phao chỉ mà mình thường làm nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết các loại mùi mà mình thường làm. Cái mùi này là để chảy phao tủ bếp các bạn này. Mùi này là chảy gỗ rồng 7,5 các bạn nhé. Đấy. Cái này là chảy phao tủ bếp các bạn nhé. Gỗ 2 phân và 7,5 là làm được các bạn. Còn tiếp đến đấy là mùi chảy phao to cho cửa đi các bạn này, mà mình thường làm này. Đây các bạn này, mùi này là phải gỗ 15 phân các bạn nhé. Lát nữa mình sẽ cuộn ra phao này cho mọi người xem này. Cái này là phải gỗ 2,5 mới làm được các bạn này. Tiếp đây là mùi này nhỏ hơn này. Mùi này gỗ 5 phân là chảy được các bạn này. Và bây giờ mình sẽ đo thực tế gỗ mà mình chảy phao cửa đi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đo thực tế chiều dài cả loại mùi mình thường làm các bạn nhé. Mùi này là chảy gỗ 7,5 các bạn nhé. Và mùi này là gỗ 15 phân các bạn này. Đây này, phao mình rọc là 15 các bạn nhé. Mình rọc phao 15 này. Đó. Phao 15 phân các bạn nhé. Và dày là 2,5 nhé. Dài 2,5 các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ lắp mùi và cuộn cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ lắp mùi vào máy các bạn nhé. Đây là cái mùi mình vừa chia sẻ cho các bạn xong này. Bây giờ mình sẽ lắp vào máy và cuộn nhé. Máy mình thường thường phải cuộn 2 lần mới ra được phao các bạn nhé. Đây các bạn nhé, mình lắp xong lưỡi cuộn vào máy các bạn nhé. Bây giờ sẽ tiến hành cuộn này.
mình đã chạy xong phao bạn nhá. Đây là phao sau khi mình chạy xong. Phao sau nó từng thế này. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy vạt các cái góc con thưa các bạn này. Cái góc này này. Góc này là dư phải mình tiếp tục mình phải chạy vứt cái góc này đi các bạn nhé. Và tiếp góc trên này nữa. Mình cũng phải chạy vạt vứt đấy. Tại vì sáu nó nằm thế này mà. Đúng chưa? Bây giờ mình chia sẻ tiếp cho mọi người một cái cừ mình dùng để chạy vứt cả cái góc đấy các bạn nhé. Đây là cái cử mình thường dùng để chẻ vứt cả cái góc thưa các bạn nhé. Bây giờ mình tiến hành rọc vứt đi cả góc thưa các bạn này. Bây giờ mình tiến hành rọc vứt cả cái phần thưa của đầu phao các bạn nhá. Đấy các bạn này, phao sau khi mình chạy và rọc vứt hai cái đầu thưa của phao các bạn nhé. Mình quay lại một lần nữa chi tiết cho mọi người cùng xem này. Đây là hình dạng phao sau khi đã chạy xong các bạn nhé. Đó là hình dạng phao các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ úp cái mùi của mình mới chạy xong các bạn này. Đó. Mọi người xem nếu thấy hữu ích và hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Video của mình xin kết thúc tại đấy nha. Tạm biệt mọi người nha.